Xin chào tất cả mọi người nhé. Xin chào các anh chị, cô chú, bác đang xem video này của trang trại Hiêu Sao Tín Tài. Thì đầu video thì xin tự giới thiệu, em là Tài, chủ của trang trại Hiêu Sao Tín Tài. Nếu như mọi người đang quan tâm đến cái sản phẩm nhung hiêu tươi để bồi bổ cho sức khỏe của mình và gia đình, thì mọi người tìm hiểu thì chắc chắn cũng sẽ gặp Tài rất là nhiều. Đấy, thì Tài có làm rất nhiều những cái video chia sẻ về cách dùng cái sản phẩm nhung hiêu và cách chế biến và cách để chúng ta nhận biết được cái sản phẩm nhung hiêu nào là tốt nhất. Đấy, để cách để mọi người có thể là bỏ đồng tiền ra, nhưng mà nó phải xứng đáng với cái chất lượng mang lại cho cái sức khỏe mà khi chúng ta sử dụng. Thì cũng rất là lâu rồi Tài chưa làm một cái video cập nhật về cái sản phẩm nhung hiêu, đặc biệt là về giá. Thì mọi người ạ, cái hàng khi mà con người chúng ta mà càng ngày càng phát triển ấy, càng ngày càng văn minh lên, thì cái sức khỏe nó sẽ là càng được chú trọng đến. Chính vì vậy nên là cái sản phẩm nhung hiêu tươi hiện tại của trang trại Tín Tài rất là hot mọi người nhé. Hầu như là trước đây thì trang trại cắt ra ấy, là đôi khi là báo khách là còn không, tức là không kịp bán, lại phải cất vào trong tủ đông. Nhưng một tin cũng tức là cũng rất là vui là hiện tại là trang trại Tín Tài là cắt đến đâu là báo khách lấy hầu như là không đủ để bán đến đấy. Tức là sản phẩm nhung hiêu tươi cắt đến đâu ra là trang trại là chỉ bịt vết cắt lại thôi, và sẽ giới thiệu đến những khách hàng hẹn trước và sẽ bán tươi nguyên cặp như vậy luôn. Và cái sản phẩm tươi này thì hiện tại trang trại nhung hiêu Sao Tín Tài là có thể vận chuyển được toàn quốc rồi. Đây là cái video mà trang trại Tín Tài đang thực hiện cắt thu hoạch cặp nhung cho khách mọi người nhé. Thì những cái cặp nhung mà trên đầu hiêu thì mọi người toàn là con hiêu đực cả, nhưng con này thì cắt cũng lâu rồi. Và mỗi một cặp mà khi nó bật nắp lên đến lúc cắt là cũng chỉ dao động từ 43 đến 45 ngày là trang trại Tín Tài cắt. Đấy, và cái cặp nhung ấy thường nó sẽ dao động từ 5 lạng khối lượng mọi người nhá, từ 5 lạng đến khoảng 1 cân 3 cân 4 một cặp. Đấy, như cặp này thì hôm nay cắt là hơn 7 lạng mọi người nhé. Chừng hơn 7 lạng thì Tài nhìn cũng rất là quen rồi. Thì cặp nhung này sẽ là tầm hơn 7 lạng. Và cái giá hiện tại trang trại Tín Tài đang cung cấp ra ngoài ra ngoài thị trường, hiện tại là giá là 1.590.000 một lạng mọi người nhé. Mỗi cặp khi cắt là dao động từ 5 lạng đến khoảng 1 cân 3. Đây là một cái video báo giá mới nhất mà trang trại Tín Tài muốn cập nhật đến các anh, các chị và cô chú bác, để chúng ta đang muốn tìm hiểu mua nhung hiêu thì chúng ta rõ hơn về cái giá trị của cặp nhung, để chúng ta ước lượng để chúng ta đặt mua của trang trại. Thì về cái nhung hiêu tươi thì mọi người cứ yên tâm là kể cả mà mọi người đến trực tiếp thì trang trại sẽ đón mọi người cắt trực tiếp tại trang trại, vào nhìn cắt như thế này xong là cắt lấy luôn. Hoặc là nếu như vận chuyển tươi thì trang trại cũng sẽ là vận chuyển đến tận nơi cho mọi người, là đang còn tươi nguyên như vậy luôn, đang còn nguyên lông, nguyên huyết, đây, đang còn nguyên như thế này luôn. Mọi người tự tay mọi người chế biến là sẽ yên tâm nhất. Đấy, thì video ngày hôm nay là Tài muốn báo giá đến để cho mọi người biết được cái giá của cặp nhung hiện tại để mọi người quyết định mua. Thì ngoài cái sản phẩm mà nhung hiêu tươi ra thì trang trại Tín Tài cũng có tiến hành là làm ngâm những cái bình ngâm mật ong sẵn. Đấy, đây là một cái bình ngâm mà trang trại cũng mới làm gần đây thôi. Đấy, và mỗi một bình như thế này thì nó sẽ có một lạng nhung hiêu tươi đây mọi người, một lạng nhung hiêu tươi mà trang trại Tín Tài đã sắt lát. Đấy, và một lạng nhân sâm tươi Hàn Quốc, chuẩn loại sâm 6 năm mọi người nhé, chất lượng. Trang trại sẽ ngâm cùng với nhung luôn. Và mỗi bình này thì nó sẽ là 0,8 lít mật ong rừng. Đấy, một bình rất nhỏ xinh,
chất lượng của thủy tinh mình này cũng là cái loại thủy tinh cao cấp để đựng ngâm. Vận chuyển thì trang trại sẽ vận chuyển toàn quốc cái bình này. Đối với bình ngâm này thì giá hiện tại của cái bình ngâm này là trang trại đang cung cấp là 2.600.000 một bình mọi người nhé. Và cái bình này thì trang trại sẽ làm gối, tức là gần hết trang trại sẽ làm để cho mọi người khi nhận được là có thể sử dụng được luôn. Có thể sử dụng luôn, chúng ta không phải mất 45 ngày chờ đợi. Tại vì khi mà ngâm mật ong như này ấy, là để dùng được là phải sau 45 ngày, tức là 1,5 tháng đấy mọi người, 1 tháng rưỡi. Mật ong rừng mà trang trại làm để ngâm cái nhung hiêu này ấy, và nhân sâm này cũng rất là chất lượng. Mọi người nhìn cái nước mật ong ấy thì mọi người đã thấy được, nếu như mà chúng ta đang dùng cái mật ong nuôi nhé, chúng ta nhìn cái nước mật ong rừng thì chúng ta sẽ thấy sự khác biệt hoàn toàn luôn. Và tất cả cái sản phẩm mà trang trại làm lên cái bình ngâm này đều là cái sản phẩm tốt nhất là cho sức khỏe. Cái nhung hiêu thì về tác dụng thì nó có tiếng rồi, thì Tài cũng không nói là, tại vì có rất nhiều những cái video mà trang trại Tín Tài đã làm về cái tác dụng rất là chi tiết. Và mọi người nếu mà muốn tìm hiểu thêm về cái tác dụng của nhung hiêu ấy, thì chúng ta có thể ra nhờ các bác thầy thuốc bên Đông Y để được tư vấn rõ hơn. Cái nhung hiêu thì nó mạnh về bồi bổ sức khỏe, nâng cao sức khỏe rất là tốt. Đặc biệt là cái sức khỏe mà sinh lý nam giới, nữ giới mà chúng ta đang cần vững vàng hơn trong cái hạnh phúc gia đình, thì chúng ta có thể sử dụng nhung hiêu để tăng cái sức mạnh của mình lên. Và cái sản phẩm này cũng là một cái sản phẩm có trong những cái bài thuốc của các cặp vợ chồng hiếm muộn. Đấy, nên là nếu như mà chúng ta đang muốn sinh con trai hoặc là lâu chưa đang khó có con thì chúng ta có thể là tìm hiểu thêm và chúng ta dùng cái sản phẩm nhung hiêu này, nó rất là hiệu quả đấy ạ. Và cái bình ngâm này thì trang trại Tín Tài là sẽ miễn phí vận chuyển toàn quốc cho mọi người. Và cái bình này thì mọi người yên tâm là trang trại làm là chia nhỏ, đây gọi là chia nhỏ sản phẩm, nên là trang trại sẽ làm rất là đảm bảo chất lượng và uy tín. Từ những cái bình nhỏ như thế này thì mọi người khi mà dùng tốt ý, bắt đầu sẽ giới thiệu đến trang trại những cái vị khách mà mua những cặp nhung lớn. Đấy là những cái sản phẩm chính của trang trại, là những cái cặp nhung lớn nhé mọi người nhé. Giá trị nó từ 10 triệu đến hơn 20 triệu. Vì vậy những cái sản phẩm nhỏ này là trang trại làm sẽ đảm bảo một chất lượng tốt nhất, nên là mọi người yên tâm tuyệt đối về cái chất lượng của sản phẩm bình ngâm như thế này. Mọi người nếu như mà chưa yên tâm thì chúng ta có thể quay sang và liên hệ với trang trại để lấy một cái cặp nhung hiêu tươi nguyên như vậy để về tự tay làm. Cảm ơn mọi người đã đón xem video cập nhật giá của trang trại Hiêu Sao Tín Tài hiện tại. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin chào.